Hi mọi người, mình đang có mặt tại huyện Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau và mình đang di chuyển đến vườn quốc gia U Minh Hạ. Nằm ở phía tây của tỉnh Cà Mau thì các bạn có thể đi xe máy đến đây khoảng tầm 1 tiếng hoặc là đi 30 phút bằng ô tô. Chuyến đi này thì không có kế hoạch trước đâu mọi người. Mình tự xem trên mạng và sau đó mình tự đến đây luôn. Ở đây thì vé vào cổng là tầm 10.000 đồng. Sau đó thì các bạn có thể mướn thuyền máy để chở các bạn đi xung quanh. Sau khi em mua vé trong vườn quốc gia U Minh Hạ ở Cà Mau, bây giờ mình đã chạy vô phía bên trong. Ở cái trong đây là một cái khu để cho bọn mình đậu xe và đợi giỏ lãi ấy, mọi người, để chở đi tham quan trong rừng. Vườn quốc gia U Minh Hạ với diện tích là 8.527 ha, thành lập vào ngày 20 tháng 1 năm 2006, thuộc địa giới hành chính là 4 xã thuộc hai huyện là Trần Văn Thời, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Sau khi mua vé và ở ngoài cổng xong thì chúng mình chạy xe vào trong đây. Ở đây là cái căn tin của vườn quốc gia U Minh Hạ. Các bạn có thể gửi xe ở đây để đi thuyền máy. Gọi là căn tin nhưng mà thật ra đây là những cái chòi để cho các du khách có thể ngừng chân để ăn uống và có thể cũng mình có thể nhậu cũng được. Đến đây thì du khách có thể thưởng thức các món như là cá nước ngọt, cá nước lợ, tôm, lươn, cua nè. Rồi ngoài ra thì các bạn sẽ có cơ hội thưởng thức cái lẩu mắm của U Minh thứ thiệt luôn. Bên kia có một cái chòi ở giữa cái hồ khá là đẹp nha mọi người. Không có quen mà. Chị có giấy gì con? Để mình giới thiệu lại cho các bạn xem về cái giá vé nha. Cái giá vé vào cổng là 10.000 đồng một vé trên một người. Còn tham quan rừng bằng vỏ lãi thì 300.000 đồng một chuyến, tối đa là 8 người. Các bạn có thể thuê một chiếc phà khoảng 600.000 thì tối đa là 15 người. Mình có thể vừa đi trên sông và vừa ăn uống trên đó cũng được luôn nha. Ngoài ra thì ở đây có các dịch vụ như là câu cá. Có thể muốn chèo thuyền bằng xuồng nhỏ thì 100.000 đồng cho một chuyến là 3 người tối đa nha. Bây giờ mình sẽ lên cái đoạn khác trên kia để mình ngắm toàn cảnh của cái khu vực này, nhưng mà chắc không có hết đâu. Ngày 26 tháng 5 năm 2009 thì vườn quốc gia U Minh Hạ được UNESCO công nhận là một trong ba vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới đó mọi người. Nhờ có cái môi trường sinh thái ổn định và phù hợp nên ở đây có rất là nhiều những cái loài chim, cò, các loài động vật quý hiếm được ghi vào sách đỏ sinh sống tại đây. Cách một đoạn trong rừng thì các bạn sẽ thấy những cái đài quan sát như thế này. Những cái đài quan sát này có độ cao tới 26m. Các bạn có thể đi lên đây và phóng tầm mắt thật xa ở các cánh rừng rộng lớn. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, rừng tràm U Minh Hạ là vùng căn cứ địa cách mạng của cả Nam Bộ, có ý nghĩa lịch sử lớn trong đấu tranh hào hùng của dân tộc. Rừng U Minh là nơi ở và làm việc của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng. Bây giờ mình sẽ xuống, cao quá. Sau khoảng 30 phút đợi cái đợt giỏ lãi trước người ta đi xong về rồi, bây giờ tới đợt của tụi mình. Đi xuống cái tháp nghĩa là mất hết cục máu rồi. Phải ngồi quay trước rồi. Anh quay cùng gì lên đầu? Hả? Quay cho nó ngồi trước rồi cậu.
thì mũi mũi to lắm rồi, nãy mới có nguyên một con mũi. Mũi nhiều. Mũi nhiều. Càng chích chữa cho cái vỏ nó ngay lại á. Lấy lấy cái gì coi em lên lên. Rồi bây giờ mời cả nhà đi tham quan cùng tụi mình ở xung quanh khu rừng U Minh Hạ có những gì nha. Xong thì mình chia tay ba bạn trai kia để mình đi tham quan trong khu rừng, còn các bạn ấy đi câu cá. Sau đó mình sẽ đến một địa điểm khác, đó chính là Hòn Đá Bạc, cũng ở Cà Mau luôn, cho các bạn xem như thế nào nha. Lúc nãy mình đi xe máy và mình có gửi xe ở phía bên kia tại vì đường đi rất khó chạy. Ở ngoài Hòn Đá Bạc thì người ta khai thác cái hòn này như là một cái khu du lịch. Ở đó có một cái cây cầu đi sang ở một cái hòn đảo, thì ngoài đó nó có một khu du lịch và khách sạn và những cái công trình nhân tạo mọi người. Dạ con ở Bến Tre. Dạ con này bún chất đau phải không con? Đau lắm, bún đau lắm mà nó cũng còn sống có nữa. Vậy tại vì cô lột cô bán thịt thì có em bị cũng thiếu rồi nè. Dạ thường là bao nhiêu một ký, mình lột sẵn nhà bao nhiêu một ký cô? Ký 150 con. Còn cái này làm sẵn thì chắc rẻ hơn hả cô? Rẻ hơn. Dạ. Cũng như cái gì nè, là cô xuất ngang gì nè là cô để 80.000 ký gì đó. Tại vì lột ra bắt vỏ trên cùng thịt không ạ? Dạ. Con sáng ăn mì hay là ăn củ tiếu gì dễ lắm. Giờ mày đi Cà Mau mày kêu một tô củ tiếu mà này thử coi đủ mắt cũng sợ luôn. Dạ. Thịt không à? Thịt không à. Ăn thử thì cô luộc chín luôn rồi đó. Dạ. Thôi con ra ngoài hen con làm xíu đi hen con. Rồi. Hiện tại thì cái hòn đá bạc đang khai thác và xây dựng lại hoàn toàn, cho nên tới tháng 30 tháng 6 năm 2021 thì mới khai trương trở lại. Bây giờ đi ra ngoài đây chỉ có một cách là mình sẽ đi len vào cái hàng rào ở ngoài biển đó mọi người. Đây là cái chỗ mà mình leo qua nè. Và sau đó mình mới đi bộ ra ngoài cầu được. Bộ dài ra ngoài đó. Mình có hỏi mấy anh đi trên đường về ở trong khu này ra nè.
thì mấy anh có thể là làm trong cái khu này, mấy anh nói là có thể đi tham quan được, nhưng mà mình chỉ đi tham quan ở một số nơi bên ngoài thôi. Người ta nói là cái hòn đá bạc này nhìn từ đất liền cũng giống như là một cái hòn non bộ ở giữa đại dương vậy mọi người. Người dân Cà Mau gọi hòn đá bạc là con mắt ngọc của miền Tây, có ý là tôn vinh vẻ đẹp của hòn đảo. Ví nơi đây như là một con mắt tinh tường canh giữ một vùng biển phía tây của Tổ quốc. Cụm đảo này gồm có 3 hòn: hòn Ông Ngộ, hòn Trội, hòn Lớn, còn được gọi là hòn đá bạc, được nối với nhau bởi những dãy cầu đẹp mắt. Hòn đá bạc được hình thành cách đây rất là lâu, với tổng diện tích là 6,5 hecta. Cái địa danh này được gọi là hòn đá bạc bởi vì xung quanh có rất là nhiều những cái viên đá granite xếp chồng lên nhau ở xung quanh đảo. Sau khi đi qua cây cầu khoảng 400m từ đất liền ra ngoài đảo thì mình cũng đã đến cái hòn đá bạc rồi. Hòn đá bạc ở đây là một cái nơi mang đậm cái dấu tích lịch sử. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ thì quân dân xã Khánh Bình Tây đã tiêu diệt trung đội pháo 105 ly của địch, giải phóng hòn đá bạc và đảm bảo an toàn cho tuyến hành lang ven biển của vùng căn cứ cách mạng. Ở đây mọi người thấy rất là lạ không? Bởi vì đây là một cái hòn đảo giữa biển, nhưng mà ở xung quanh có rất là nhiều những cái cây bàng, cây bồ đề cổ thụ mọc lên rất là xanh tươi, xum xê sức sống luôn. Bản chỉ có khách sạn là phía bên tay trái, khu di tích Phật Quan Âm và Lăng Ông. Lúc nãy trước khi vào nó có một cái đảo nhỏ làm một cái nhịp á, thì ở trong cái đảo này cũng khá là đẹp bởi vì mình thấy trên đó là có rất là nhiều cây kiểu như cổ thụ mà nhìn rất là đẹp nha. Không biết là có thể leo lên đó được không nữa. Ở cái cầu này có một bên nhỏ một bên to, thì bên này mình nghĩ là chắc ô tô sẽ đi được rồi mọi người, bởi vì nó khá rộng. Lúc nãy mình đi bên đây không thì mình không thấy rõ. Ngoài cảnh vật đẹp và cái không gian lý tưởng thì ở đây còn thu hút du khách bởi cái nguồn hải sản dồi dào. Các bạn đến đây có thể câu cá nâu, câu mực, câu tôm cùng ngư dân lặn xuống biển để bắt những con hàu bám ở dưới đá. Ngoài ra, nếu các bạn có nhu cầu thưởng thức hải sản vừa đánh bắt thì ở đây có những cái lò than của ngư dân sẵn sàng phục vụ các bạn. Khu du lịch Hòn Đá Bạc thật sự là một cái viên ngọc của tận cùng Tổ quốc, có sức hút và hấp dẫn đối với những du khách đến đây. Tạm biệt mọi người, nhớ bấm like và đăng ký để xem thêm nhiều vlog mới của mình mỗi tuần nha.